Xin chào những người nghe Măng Rào Mọc Cây Đỏ, chúc anh em một buổi chiều vui vẻ. Trước khi đến với nội dung bản tin chiều nay, anh em tiện tay hãy dành cho kênh một like và đăng ký, cảm ơn anh em rất nhiều. MU cần Højlund càng sớm càng tốt. Trao đổi với Kimi Sports, ký giả Dean Jones đã đưa ra nhận định về trận tiếp theo của đội chủ sân Old Trafford. Trao đổi với tờ báo này, Dean Jones khẳng định Man United sẽ phải trải qua một trận đấu khó khăn trước Brighton dù có lợi thế sân nhà. Theo Dean Jones, trong cuộc thu hùng này, đội chủ sân Old Trafford cần có sự xuất hiện của Rasmus Højlund trong đội hình xuất phát. Ký giả người Anh chia sẻ, dù tưởng tượng thế nào thì việc tiếp đón Brighton trên sân nhà cũng không phải là một trận đấu dễ dàng. Tôi nghĩ rằng Ten Hag sẽ rất mong muốn Højlund có thể đóng một vai trò quan trọng, ngay cả khi cậu ấy đá chính và chỉ chơi được 6 hoặc 70 phút. Tôi nghĩ đó thực sự là một viễn cảnh tốt đẹp dành cho Manchester United. Họ cần có cậu ấy trong đội hình càng sớm càng tốt. Có thể nói, Højlund hiện đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ Man United sau khi gây ra ấn tượng mạnh mẽ trong trận thua Arsenal. Dù anh chỉ vào sân từ băng ghế dự bị để thay thế Anthony Martial. Hiển nhiên, với mức phí lên đến 72 triệu bảng, cựu sao Atalanta cũng cần phải sớm tỏa sáng nếu không muốn nhận về những lời chỉ trích. MU liên tục dính tai bay vạ gió. Lần lượt Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood hay Anthony khiến Quỷ Đỏ đứng ngồi không yên suốt quãng thời gian vừa qua. Trong khi thành tích trên sân chưa có nhiều cải thiện, Quỷ Đỏ thành Manchester lại vướng vào hàng loạt vụ lùm xùm khiến MU gần như khủng hoảng truyền thông. Dưới đây là 5 vụ việc khiến đội chủ sân Old Trafford chao đảo. Đầu tiên là Ronaldo. CR7 được cho là làm loạn tại Man United vào cuối năm 2022. Anh tuyên bố Erik ten Hag không tôn trọng mình. Do đó, anh cũng không tôn trọng lại huấn luyện viên trưởng của Quỷ Đỏ. Sau thời gian cân nhắc, Man United quyết định chấm dứt hợp đồng với cựu ngôi sao của Real Madrid. Hè năm 2021, Ronaldo trở lại MU với niềm hy vọng rất lớn. Anh thực sự tỏa sáng với 24 bàn thắng trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, những thay đổi trên băng ghế chỉ đạo và lối chơi khiến Ronaldo không còn phù hợp với đội bóng nữa. Ronaldo công khai chỉ trích từ ban lãnh đạo, huấn luyện viên cho đến đồng đội tại sân Old Trafford trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan. Từ chỗ là huyền thoại, CR7 chia tay Man United theo cách không ai mong muốn. Tiếp theo là Mason Greenwood. Gỗ xanh vướng vào vụ bê bối nghiêm trọng. Theo đó, cô bạn gái Harriet Robson cáo buộc tiền đạo của Quỷ Đỏ có hành vi bạo lực. Phía MU khẳng định không dung thứ cho hành vi bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào. Greenwood vừa tròn 21 tuổi nhưng danh tiếng lại sớm bị ảnh hưởng. Năm 2020, tiền đạo tài năng này lần đầu được triệu tập lên tuyển quốc gia. Giới chuyên môn đánh giá cao Greenwood, nhưng mũi nhọn người Anh sớm gây rắc rối vì cùng với Phil Foden dắt gái vào khách sạn. Lẽ ra Greenwood phải là tiền đạo số 1 của Man United trong bối cảnh hàng công ngày càng mỏng. Dù vậy, mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của tài năng trẻ này nữa. Hiện anh đã chuyển sang khoác áo Getafe dưới dạng cho mượn. Người tiếp theo là Anthony. Tương tự như Greenwood, Anthony cũng dính cáo buộc hành hung bạn gái cũ. Theo truyền thông Anh, Quỷ Đỏ đang gặp áp lực phải loại bỏ Anthony, giống như trường hợp của Greenwood. Bất chấp việc Greenwood được tòa tuyên vô tội, MU không thể đưa tuyển thủ Anh trở lại đội hình do sức ép từ dư luận. Gabriela Carvalhin, bạn gái cũ, tố cáo ngôi sao của Man United húc đầu và đấm cô trong phòng khách sạn ở Manchester sau chiến thắng 2-1 của Quỷ Đỏ trước Man City hôm 14 tháng 1. Kết quả là Carvalhin bị một vết cắt trên đầu và quả phao cứu hộ đặt ở ngực bị hỏng. Nếu cuộc điều tra có kết quả chống lại Anthony, chắc chắn đội chủ sân Old Trafford sẽ phải đình chỉ cựu sao Ajax. Một gương mặt nữa đó là Jadon Sancho. Nói thẳng lý do vì Sancho không có tên trong danh sách thi đấu sau trận thua 1-3 của Man United trước Arsenal, huấn luyện viên Ten Hag cho hay, dựa vào màn trình diễn trên sân tập, chúng tôi đã không chọn cậu ấy. Đáp lại Sancho gay gắt, xin đừng tin tất cả những gì bạn đọc được. Tôi tin rằng có những lý do khác cho vấn đề này mà tôi sẽ không đi sâu vào. Tôi đã là vật tế thần trong một thời gian dài. Điều đó thật không công bằng. Nguồn tin cho biết, Ten Hag đã vô cùng thất vọng trước hành động của Sancho vì ông đã cố gắng giúp đỡ cầu thủ 23 tuổi này gây dựng lại sự nghiệp kể từ khi đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng. Nhưng thay vì cố gắng, Sancho giờ mất hút. Khả năng anh sẽ dính kỷ luật hoặc tệ hơn là bị đá đít khỏi Man United. Cục tạ cuối cùng khiến MU bỗng nhiên bị tay bay vào gió đó là Job Konopka. MU đã xác nhận mời Job Konopka đến Old Trafford nhưng không hay biết về quá khứ bất hảo của người đàn ông này. Cụ thể, Job bị tòa án kết tội 4 năm tù vào năm 2011 sau các cáo buộc liên quan đến hành vì quấy rối tình dục đối với các bé gái. Năm ngoái, Job được mời trở lại Old Trafford giữ khán trận đấu giữa đội nữ của Man United và Everton với tư cách là khách mời đặc biệt. Sau khi sự cố xảy ra,
MU đã nhanh chóng cắt đứt với cục tạ này, đồng thời xóa bỏ những hình ảnh, tư liệu có liên quan đến người đàn ông 79 tuổi. Rõ ràng, những trường hợp như Konopka thực sự nhạy cảm và quỷ đỏ liên tục vướng vào lùm xùm không đáng có. Greenwood liên tiếp nhận tin vui. Nguồn tin từ The Athletic khẳng định Mason Greenwood đang gặp rất nhiều thuận lợi trong việc trở lại với cuộc sống bình thường. Man United dù không muốn nhưng lại đành phải chia tay Mason Greenwood. Cả hai bên đã nhất trí rằng sẽ là thích hợp nhất nếu cậu ấy rời khỏi Old Trafford. Đó là thông báo của Man United, thông báo cách đây không lâu. Suốt hơn một năm qua, gỗ xanh bị đình chỉ thi đấu. Dù vậy, Quỷ Đỏ vẫn đều đặn trả lương cho tuyển thủ Anh, mức lương 75.000 bảng mỗi tuần. Cuối cùng, MU cũng phải tìm ra giải pháp để chia tay cầu thủ này, theo bản hợp đồng cho mượn tới Getafe. Tới Tây Ban Nha, Greenwood tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ. Đám đông cổ động viên của Getafe chào đón Greenwood như người hùng. Gỗ xanh cũng thể hiện kỹ năng sút ba chân như một trong buổi tập ở đội bóng ấy. Chưa dừng lại ở đây, theo The Athletic, nhà phát hành của Football Manager có kế hoạch đưa Greenwood trở lại trò chơi bóng đá nổi tiếng sau khi mọi cáo buộc dành cho cầu thủ này không còn. Cụ thể, Sport Interactive đã xóa Greenwood khỏi cơ sở dữ liệu của Football Manager vào tháng 2 năm 2022. Sau lần bắt giữ đầu tiên, giờ thì tên Greenwood sẽ xuất hiện trở lại. Sport Interactive nói với The Athletic, các cầu thủ hoặc quan chức bị đình chỉ vô thời hạn vì bất cứ lý do gì sẽ bị loại khỏi Football Manager. Còn khi việc đình chỉ hoặc hạn chế được gỡ bỏ, cầu thủ hoặc quan chức đó sẽ được khôi phục trong trò chơi ở bản cập nhật tiếp theo. Các trụ cột của MU có giá bao nhiêu? Tổ chức nguyên kỳ bóng đá CIES định giá Marco Rashford cao hơn cả Jack Grealish và Declan Rice. Cụ thể, Marco Rashford hiện có giá trị 100 triệu đô trên thị trường chuyển nhượng. CIES đã sử dụng dữ liệu và phân tích để tổng hợp đánh giá toàn diện về cầu thủ. Sau đợt cập nhật mới nhất vào ngày 30 tháng 8, ngôi sao của Quỷ Đỏ là cầu thủ có giá trị nhất trong đội hình của Man United, trong khi bộ đôi của Manchester City Erling Haaland 250 triệu euro và Phil Foden 150 triệu euro cũng có giá trị khá cao. Bukayo Saka 200 triệu euro và Martinelli 150 triệu euro là những cầu thủ tiếp theo ở Premier League có giá trị cao hơn Marco Rashford. Mặc dù vậy thì cầu thủ 25 tuổi vẫn được định giá cao hơn trên thị trường chuyển nhượng so với Jack Grealish và Declan Rice. Trong khi đó, ngôi sao của Man City được định giá 60 triệu euro, riêng tiền vệ Arsenal được định giá 80 triệu euro. Bruno Fernandes là cầu thủ của Man United tiếp theo trong danh sách có mức giá cao ở mức 80 triệu euro, trong khi Jadon Sancho, Rasmus Højlund, Dalot và Mason Mount được định giá 60 triệu euro. Thời đến với Pellegrini, trao đổi với Gimme Sport, ký giả Steve Peter đã đưa ra nhận định về tình hình căng thẳng giữa Jadon Sancho và huấn luyện viên Erik ten Hag. Theo quan điểm đến từ nhà báo này, Franco Pellegrini là người đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Marcelo Bielsa trên tuyển Uruguay có thể trực tiếp hưởng lợi từ mâu thuẫn giữa Sancho và huấn luyện viên trưởng của Quỷ Đỏ. Ký giả người Anh nhận định, những người thân cận với ten Hag đều nói rằng sẽ chỉ có một người chiến thắng nếu xảy ra xung đột nghiêm trọng giữa ông ấy và một cầu thủ trong đội. Franco Pellegrini có thể sẽ là người chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa ten Hag và Jadon Sancho, và sự giúp đỡ cho quá trình phát triển của Pellegrini có thể xuất phát từ một nơi mà ít ai ngờ đến. Man United và Leeds United là những đối thủ cạnh tranh trong nhiều thập kỷ, nhưng cựu huấn luyện viên của Leeds, Marcelo Bielsa, hiện đang dẫn dắt Uruguay và ông ấy đang cam kết phát triển Pellegrini thành một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Ngôi sao 21 tuổi hiện đang được dẫn dắt bởi Bielsa trong loạt trận dành cho tuyển quốc gia. Khi trở lại, Pellegrini hy vọng mình sẽ có nhiều cơ hội hơn, với việc ten Hag và ban huấn luyện thực sự hài lòng khi Pellegrini có được sự tập trung phù hợp và tinh thần vững vàng để tạo ra sức ảnh hưởng. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.